Một cái phần rất là quan trọng tiếp theo mà tôi muốn trình bày với anh chị đó là cái phần mà huấn luyện nhân viên mới vào nhưng mà do quản lý tiến hành thì uh, cái việc này thì nó cần được tiến hành một cách nó rất là cẩn thận và chi tiết. Đó là khi mà chúng ta có một cái nhân viên mới vào ấy thì hãy nghĩ một điểm như thế này là họ sẽ coi tất cả những người nào mới dạy họ đầu tiên ấy, sẽ chính là những người thầy và là những người mà hướng dẫn họ vào cái nghề làm sale này cho nên cái việc mà chúng ta huấn luyện họ và ngay từ đầu một cách cẩn thận nó rất là quan trọng. Và hơn trên hết thầy là cái thầy ở Việt Nam mình còn có nghĩa là cái người mà gần như là sư phụ, tức là cái người giúp đỡ cho một cái người nào đó tiến vào và trở thành một cái người trưởng thành hơn trong một nghề nghiệp mới. Thế thì ngoài tất cả những cái chuyện dạy về kỹ năng nghề còn có một cái nữa đó là cái kinh nghiệm cá nhân bản thân của chính người quản lý đó. Và trên hết tất cả lại còn thêm một cái việc nữa là cái văn hóa sống của cái ngành nghề đó. Ví dụ như là một cái người mà làm về khoa học thì hiển nhiên không thể thiếu sự cẩn thận, làm về kế toán thì không thể thiếu sự mà chi li chi tiết, làm về chuyện là nghệ sĩ thì không thể thiếu cái cảm xúc bay bổng thăng hoa khi mà sáng tạo. Thế thì ở nghề sale cũng thế, nghề sale đó là sự cần cù, chịu khó, chăm chỉ, cần mẫn và nhiệt tình và đồng thời nữa là những cái mà rất là kỹ, rất là hiểu, rất là sâu về đối tượng khách hàng về mặt tâm lý. Thế thì tất cả những cái này chỉ có thể đến được là do chính cái người quản lý đó dạy cho người sale, bởi vì thông thường trong nghề sale chính cái người quản lý đã là cái người mà đi lên từ nghề sale rồi tức là anh ta cũng đã từng trải qua những giai đoạn giống như nhân viên mới vì thế cho nên ở cái phần này mình cần phải huấn luyện nhân viên là cái cách sống ở trong nghề nó phải như thế nào hay nói đúng hơn là ở tại công ty gói gọn trong cái môi trường văn hóa của công ty của chúng ta ở đây thì công ty chúng ta ở đây thì xếp ở trên là người thoải mái hay là người chặt chẽ và vì xếp là người thoải mái hay xếp là người chặt chẽ và xuống đến đây là xếp giao quyền cho anh như thế nào cho nên là với bọn em mới vào thì bọn em được phép làm cái này bọn em không được phép làm cái kia và bọn em cố gắng làm sao thể hiện được đúng cái năng lực của bọn em theo cái hướng như thế này thì bọn em sẽ thành công được tốt hơn tức là cái phần này không phải chỉ dạy về đặc thù văn hóa mà dạy về cả cái gọi là mẫu mẫu thức chung một cái mô thức chung một cái công thức chung để khiến cho bạn sale đó thành công tại công ty tại cái công ty mà họ đang làm việc và khi mà chúng ta làm được cái điều đó thì ngay lập tức là bạn sale bạn cảm thấy rất là biết ơn chúng ta bởi vì như vậy là mình rút ngắn được cái quãng đường đi trong công ty và không phải mất thời gian để tìm hiểu lần mò từ đầu là làm thế nào để trở thành cái người mà lọt được vào mắt xanh của sếp rồi làm thế nào để mà kiếm được nhiều tiền hơn với điều kiện là sếp đang khó tính như thế này thì trong mọi trường hợp hãy nhớ tôi một điểm là khi mà người quản lý huấn luyện nhân viên sale ở đây đây chính là lúc mà anh ta huấn luyện và đồng thời khơi bùng lên cái ngọn lửa nhiệt huyết ở trong nội bộ uh, của mình và khi anh ta có một chiến binh mà vừa nhiệt huyết vừa có kỹ năng vừa lại rất là được trang bị đầy đủ thì anh ta sẽ thành công chứ còn không bao giờ chúng ta có thể trông chờ vào cái chuyện là nhân viên ra ngoài thị trường sau đó thì cứ làm đi sau một thời gian từ, từ từ nó sẽ khắc khá lên đấy là cái cách huấn luyện mà rất là cổ điển và cách đó thì nó mất rất nhiều thời gian của sale trong khi đó thì đến lúc nào mà họ khá lên rồi thì họ cũng đã chán rồi, họ không muốn làm tiếp nữa họ lại muốn để sang công ty khác bởi vì công ty khác đấy hoàn toàn có thể là cái môi trường văn hóa và cái 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 hình thức bên ngoài nó đẹp đẽ hơn và nó hay hơn rất nhiều so với công ty hiện tại của chúng ta trong cái phần này như vậy mình có thể khẳng định với nhau là chúng ta cần phải huấn luyện nhân viên sale để làm sao họ có một cái tinh thần nhiệt huyết đúng cái bản chất của nghề nghiệp họ đang yêu cầu cái thứ hai là chúng ta phải gợi cho họ một cái con đường đi cho nó chuẩn xác thì ngoài cái chuyện là tôi nói về cái chuyện là công thức thành công ở trong đội ngũ này tôi hay rất hay làm ra một cái nữa đó là tôi hay kể những câu chuyện liên quan đến là trong công ty này thì cái mô thức thành công chung là những cái người mà đã giống như em vào đây và đã thành công là những người như thế nào? Thậm chí tôi có thể kể chính bản thân tôi, tức là tôi đã đi lên và tôi đã thành công từ những cái chuyện như thế. Và bây giờ cái xuất phát điểm của em không hề kém, thậm chí còn hơn tôi rất là nhiều lần. Thì tại sao mà em lại không thành công? Đúng không ạ? Câu chuyện đưa ra là thế này: Chúng ta có những cái công cụ là những người làm sale và những người đó là những người mà cái công cụ đấy nó khác hoàn toàn công cụ vô tri vô giác nó không phải là những cái thứ mà cứ bắt làm là nó làm và cứ lặp đi lặp lại nó không bị sai lầm nó có sai lầm nhưng cái hay hơn của nó chính là cái phần là nếu chúng ta cho được tình cảm vào trong quá trình huấn luyện cho được cái động viên tinh thần vào trong quá trình huấn luyện thì hiển nhiên là nhân viên của chúng ta nó sẽ khá hơn nó sẽ nhiệt huyết hơn nó sẽ sôi nổi nó sẽ năng nổ đi làm nhiều hơn và chúng ta nếu có rồi những vũ nhân viên như vậy thì không có cớ gì mà chúng ta lại không phát triển được vì thế anh chị hãy nhớ của tôi là trong cái phần huấn luyện nhân viên sale thì cố gắng làm sao để cho họ cảm thấy nhiệt huyết hơn yêu đời hơn yêu công ty hơn bằng cách là cho họ nhìn thấy là con đường đi ở trong công ty nó phải như thế nào thì đây là cái phần huấn luyện về nghề và huấn luyện về văn hóa của doanh nghiệp huấn luyện về cái cách thành đạt trong doanh nghiệp này cũng như là bố trí các bộ phận như thế nào nó rất là quan trọng và tôi hy vọng rằng là anh chị sẽ dành thời gian để mà tập trung vào cái phần này